Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp mừng năm mới 2015, nhóm thực hiện chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới kính chúc quý vị và các bạn một năm mới nhiều niềm vui và thắng lợi. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những kết quả khả quan trong hơn một năm phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh Tây Ninh với nhiều xã đã đạt chuẩn hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây do Quang Hiền và Ngọc Hải thực hiện. Tính đến thời điểm này, Tây Ninh đã có 7 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, là xã Phước Trạch của huyện Gò Dầu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, xã Bến Củi, huyện Dĩ Minh Châu, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành, xã Thành Đông, huyện Tân Châu và xã Thành Bình, huyện Tân Biên. Những con số tươi tắn cho một năm phấn đấu hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 9 xã điểm của Tây Ninh qua một năm làng quê chuyển mình theo chương trình mục tiêu chung tay xây dựng nông thôn mới. Mọi người hết sức phấn khởi cùng tham gia phong trào với tinh thần trách nhiệm cao và cùng tự hào khi con số hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã thị trấn đang ngày càng được nâng lên. Trong đó, chỉ riêng ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn đã đổi thay hết sức rõ nét. Nhiều tuyến đường nông thôn liên ấp, liên xã đã được làm mới hoàn toàn bằng những tuyến đường trải nhựa phẳng phiu hay đường bê tông chắc chắn. Có thể thấy sự biến đổi gần như hoàn toàn mới trên nhiều mặt ở nhiều làng quê, vùng xa của nông thôn Tây Ninh. Năm 2014, hàng trăm công trình lớn nhỏ với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ nguồn vốn của quốc gia đã được giải ngân kịp thời, giúp nhiều địa phương thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, triển khai hiệu quả và có tác dụng tốt trong phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của tỉnh. Có thể lấy ví dụ về tiêu chí nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn, thông qua các nguồn quỹ hỗ trợ giúp bà con nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, đã giúp hàng ngàn hộ nông dân vượt nghèo vươn lên làm giàu. Qua các nguồn quỹ vì người nghèo, quỹ hỗ trợ vốn cho nông dân, các nguồn vốn vay của các ngân hàng, với số vốn vay được giải ngân hơn 1.400 tỷ đồng, đã thật sự là một cuộc đổi đời cho nhiều hộ nghèo trong tỉnh. Tự nghĩ cũng rất cảm ơn các cấp mà thét cho mình vậy, chứ giờ cũng không biết nghĩ sao, mình ráng nghĩ sao mình sau này con bò mình nó được tương lai cho nó có, mình nhờ nó vậy đó, chứ giờ cũng không biết nghĩ sao, thì cũng rất mừng, chứ giờ cũng thì nhờ vậy mình mới có được như ngày nay. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các địa phương như đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, hệ thống cấp nước sạch tập trung, nhà văn hóa cấp xã đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển về mọi mặt cho địa phương. Điều đáng ghi nhận là tinh thần vì cộng đồng của hàng ngàn lao động và hàng trăm hộ gia đình sẵn sàng đóng góp sức người, sức của những đất làm đường, đóng góp kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho địa phương. Từ trong cuộc vận động này, nhiều doanh nghiệp đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các công trình. Nhiều hộ tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất ở, đất vườn cao su, phá bỏ vườn cây ăn trái để làm đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện đi lại dễ dàng cho bà con trong vùng. Trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vấn đề nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn được chú trọng qua công tác chuyển giao khoa học, phát triển sản xuất do các mô hình liên kết bốn nhà theo hướng việt gáp và cánh đồng mẫu lớn vụ đông xuân ở 14 xã với hơn 5.400 hectare lúa, hay giải pháp chọn lựa mô hình hiệu quả cho từng vùng kinh tế, từng ngành nghề phù hợp, dễ triển khai và mở rộng mô hình đã được huyện Trảng Bàng áp dụng thành công tại xã điểm An Tịnh, góp phần hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Ví dụ mình đầu tư khoảng chừng 30 mấy triệu hoặc 40 triệu một hecta thì bán 80 mấy triệu thì lời khoảng chừng 40 mấy. Thì nói chung ở nhà tôi thì cũng có chăn nuôi heo, rồi cũng nuôi bò, thì cũng có máy móc đầy đủ, máy cắt, rồi máy sới, rồi kéo gì, nói chung là phương tiện nông nghiệp thì rất đầy đủ. Khi mà triển khai đó thì nó cũng tụi tôi rất băn khoăn, bởi vì là cái đối tượng của mình cho vay đó là đây thật sự là những người mà nghèo, mà hình như là tài sản của người ta đó thì cũng không có cái gì để đảm bảo. Nhưng mà với cái chính sách của đảng nhà nước của mình đó, là phải giúp cho mọi người có điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Trên cái tinh thần đó mà đã phối hợp
để mà triển khai các dự án mà trước mắt là triển khai cho các cái xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Với sự là động viên của ban quản lý của các xã, rồi sự giám sát chặt chẽ của mặt trận và hội nông dân, tạo điều kiện để cho bà con một mặt là giúp cho người ta có cái thu nhập, thứ hai là có cái điều kiện để hoàn trả vốn, thứ ba là để giúp cho các cái hộ đó là vươn lên từng bước thoát nghèo để mà đạt cái tiêu chí là xóa hộ nghèo ở các xã nông thôn mới là điểm của tỉnh. Các phong trào dân vận khéo, phụ nữ, thanh niên, nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới đã đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến từng người dân, đến với toàn xã hội. Cùng chung sức, chung lòng nâng cao thu nhập với hàng ngàn lao động nông thôn được đào tạo nghề cơ bản, có việc làm ổn định. Hàng trăm nhà tình thương, nhà đại đoàn kết được trao tặng cho những hoàn cảnh khó khăn. Làng quê an bình, người dân đã có thêm thu nhập khá hơn, đường giao thông nông thôn khang trang sạch đẹp, việc đi lại dễ dàng hơn, trẻ em được đi học trong những ngôi trường khang trang kiên cố, cùng với những công trình phúc lợi xã hội được xây dựng đã nâng mức sống của người dân nông thôn lên cao hơn, đàng hoàng hơn, vững vàng hơn. Thì nhìn chung á, thì trong quá trình mà triển khai cái thực hiện những tiêu chí á, để vận động bà con chung tay xây dựng nông thôn mới như vậy thì được đảng nhà nước chiếu cố để coi như là lo cho dân là trong khôn nông ấp được khởi công làm những đường giao thông nông thôn, thực hiện những tiêu chí. Thì bà con nó thật, tôi là ở ban vận động như này rất là bà con thấy rất là phấn khởi, rất là vui mừng có con đường để coi như cho bà con, để coi như là đi cho nó thuận tiện trong cái mùa mưa. Trước đây thì nói chung là đường thì nó rất là khó đi, lầy lội đó. Thậm chí coi như là các em nhỏ đi học thì cũng khó khăn đó. Được nhờ đảng nhà nước mình quan tâm để thực hiện cái tiêu chí xây dựng thôn mới thì đến giờ phút này thì coi như con đường cũng sắp sửa xong, thì bà con rất là phấn khởi, rất là vui mừng. Cái khó khăn thì lớn nhất là về cái nguồn lực để cần để đầu tư, tức là nhất là những cái tiêu chí mà về cần vốn đầu tư cũng như là giao thông nè, là trường học nè, rồi cơ sở vật chất quá đó. Cái thứ hai, khó khăn thứ hai là những cái chỉ tiêu mà nó không phải đầu tư nhưng mà phải vận động nhân dân, thí dụ như là đào tạo, tức là tỷ lệ lao động qua đào tạo. Chỉ tiêu 15.1 là bảo hiểm y tế, cái này cũng còn đang vướng mắc, bởi vì là trong quá trình vận động thì cái nói chung là đa số người dân là nhận thức tốt, nhưng mà một bộ phận thì cũng do công ăn việc làm, một phần nữa là do cái nhận thức cũng chưa cao, cho nên là hai cái này cũng còn đang khó. Và cái thuận lợi á, tức là cái chỉ đạo từ tỉnh tới huyện xã thì hầu hết là các ban chỉ đạo đều hoạt động rất tốt. Cái thứ hai nữa là về cái huy động và đóng góp người dân thì cũng đã được tham gia có vượt hơn cái năm 2013. Ví dụ như bây giờ trong dân đã huy động được khoảng 40 trên 45 tỷ đồng, và doanh nghiệp thì cũng trên 9 tỷ đồng để mà đóng góp cho cái làm đường giao thông nông thôn, rồi xây dựng nhà đại đoàn kết, tức là giảm cái nhà dột nát á, rồi hỗ trợ cho hộ nghèo. Đó, thì quá trình vận động cái một cái là thuận lợi nữa đó, thì tất cả là các thành viên các ban chỉ đạo các cấp thì đã xông vào cuộc, như nhân dân là phần lớn là đã cũng hiểu được cái chương trình và đã tích cực tham gia. Đến nay thì cuối năm 2014 đến thời điểm này thì đã có 7 xã đã báo cáo là đã hoàn chỉnh, đã đạt 19 tiêu chí, đang làm cái hồ sơ để gửi về ban chỉ đạo tỉnh để xem xét, để mà thẩm định đề xuất cơ quan tỉnh là công nhận xã đạt nông thôn mới. Một năm qua đi trong những bận rộn để hướng tới tương lai tươi đẹp và bền vững hơn, với mục tiêu chung tay xây dựng nông thôn mới để có một đất nước mạnh về kinh tế, vững về an ninh quốc phòng. Tây Ninh đang từng bước thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong tinh thần nỗ lực không ngừng của toàn thể hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Đón mừng năm mới, một năm hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp trong mục tiêu thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó sẽ có thêm 9 xã điểm hoàn thành các tiêu chí là xã nông thôn mới, làm tăng thêm niềm tin vào sức mạnh của sự đoàn kết và thống nhất
cùng chung tay xây dựng nông thôn mới cho Tây Ninh ngày thêm phát triển và giàu mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.